Ôi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của công ty Tahico. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, đó là cái dung dịch đánh bóng vỏ B2B, đó, quắp đánh bóng vỏ này hoặc là lốp xe. Thì đây là cái can thể tích là 5 lít. Đó. Thì với cái dung dịch này thì hiện tại bên công ty Tahico đang cung cấp và cũng là nhà sản xuất luôn. Đó. Thì cái dung dịch bóng vỏ B2B này thì nó sẽ giúp cho cái vỏ xe của các bạn nó đen hơn và nó bóng. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho cái vỏ xe của mình khi lưu thông trên đường ấy, nó giảm cái độ gia nhiệt của lốp xe. Đấy. Giúp cho vỏ xe nó vừa có cái độ đẹp màu đen này, độ bóng và tăng cái độ bền của vỏ xe hơn. Thì với cái dung dịch này thì cái tỷ lệ pha của nó cũng giống như những cái dung dịch bóng vỏ khác, nó có thể pha tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3 với nước. Thì sau đây mình sẽ làm một cái video, mình sẽ làm cái test cái sản phẩm này trên một chiếc bánh xe thực tế. Khi các bạn quét bóng vỏ xe thì chúng ta nên sử dụng cái cây quét bóng vỏ như thế này để cho nó đều nhé. Dung dịch này thường nó sẽ là màu trắng sữa và ở dạng dẻo. Thì với cái lượng nước như thế này thì mình pha tầm 2-3 nắp là ok. Như ở đây thì mình cho nó vào 2 nắp với khoảng tầm 1/2 lít nước nhé. Và sau khi các bạn đổ vào thì các bạn quậy đều nó lên. Lắc đều lên này. Này mình cho hơi ít rồi. Ok. Đấy, bây giờ chúng ta lắc đều lên. Rồi, bây giờ thì trên trước cái vỏ xe như thế này, mình sẽ khi mà các bạn quét cái dung dịch này lên đó, thì chú ý là cái xe của mình đã rửa sạch nhá. Đã rửa sạch và để khô. Và khi chúng ta quét thì chúng ta cũng chỉ quét cái khu vực phần sắt và cái vành xe thôi. Mình không quét đến khu vực mà bánh xe tiếp xúc xuống đường. Khi mà quét xong để khô thì nó sẽ trở về cái màu đen nguyên thủy lốp xe cho mình. Với cái dung dịch này thì các bạn khi mà chúng ta quét thì nó bị dính lên cái mâm này, thì chúng ta dùng cái khăn để chúng ta lau đi nhé. Cái mâm này thì nó màu đen thì nó nhìn nó không được rõ cái vết này, nhưng mà nếu như là mâm khác nó sẽ tạo ra những cái vết màu trắng trắng thì nhìn nó không được đẹp mắt. Chúng ta nhớ lau nó đi. Đó. Sau khi sử dụng xong như thế này thì chúng ta sẽ để khô. Đấy, các bạn lưu ý nhé, chúng ta không quét xuống cái bề mặt này, bởi vì khi tiếp xúc xuống đường thì cái dung dịch nó có cái tính chất dầu. Khi mà mình quét thế này thì đi đường nó rất là trơn. Nó chỉ quét như thế này thôi. Khi các bạn sử dụng xong thì sờ lốp xe nó có một cái lớp dầu rất là trơn, làm đen và làm bóng cho cái bề mặt lốp xe của mình. Rồi với cái dung dịch bóng vỏ B2B này thì khi mà các bạn sử dụng thì có một số lưu ý thì mình vừa nói đó. Rồi để biết thêm thông tin chi tiết về cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp số hotline trên video hoặc là để lại comment dưới video và truy cập vào trang web tahico.vn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ like và subscribe nhé.